hơn hay nhẹ đi? Lấy chồng thì đỡ đi, nhưng mà có chữa thì đỡ đi, nhưng mà sao giờ nó em lại thấy nổi đi. Em có mấy em bé rồi? Em có 2. Đợt vừa rồi chữa đứa thứ hai em không bị mụn. Gần đây nó mới lên nhiều này. Vâng, nó tự nhiên nó cũng ùn nó lên. Không phải đâu em ạ, thứ nhất là da em là da dầu nhờn, lỗ chân lông giãn, rất là nhiều mụn. Rất nhiều dồn, nhiều môi văn rất là nhiều. Thế là ngày xưa em cũng có mụn rồi vì nó để lại sẹo này, vâng. Nhìn rất rõ này. Thế ngày xưa em có mụn rồi. Mũi em có. Vâng. Bây giờ mình phải điều trị đúng không ạ? Một là bây giờ mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn. Vâng. Hai là xử lý kinh nghiệm. Bên này cái môi trường của em nó cũng bụi ạ. Môi trường bụi thì em phải hạn chế. Thuốc bắc kiểu bọn em hay ấy, thuốc bắc ấy, đóng gói thuốc bắc ấy kiểu dược liệu mà. Thế nên là bụi bẩn của các thuốc nguy hiểm nhỉ, thế cái đấy mình phải bảo hộ thôi. Mình phải làm sạch xử lý nhân mụn, và thứ hai là anh kê đơn tiêu của mình cố gắng một tháng nó khỏi được khoảng 90%. Để làm được như thế thì về nhà hạn chế cái nóng dầu mỡ nhé. Vâng. Và không sờ tay lên mà không cái nặng. Cái đấy khó không? Vâng, bình thường ạ. Bỏ khẩu trang đi này. Vâng. Khẩu trang bình thường đi ngoài không nên đeo vào. Mặt kinh khủng luôn đấy. Mặt nó lỗ chỗ như kiểu là một cái chỗ mà nó kiểu tổ run mà. Vâng. Sao để nặng thế này? Em dùng cái sản phẩm gì mà để nó nặng? Có sử dụng cái loại mỹ phẩm của chị để lại cho xong kiểu là tốc, chỉ là gọi là trứng cá một tí thôi anh ạ. Thế nhưng mà chị gái thấy và em vậy đi mua cho cái sản phẩm tốc bờ lành. Là tốc bờ lành. Chẳng biết tên nữa, xong về bôi nó càng nặng ra anh ạ. Lên da liễu trung ương rồi đấy, một tháng rồi đấy mà không cho đơn thuốc về nhưng mà điều trị đúng như em nhé. Một là hôm nay mình phải làm sạch này, thứ hai là mình phải xử lý kinh nhân. Nhé, em mới để anh để chỉnh đơn cho em. Cái này không điều trị đúng nó thành sẹo, tức là nó sẽ kinh khủng nhé. Nhưng mà cái này cũng chẳng vấn đề gì, mình vẫn phục hồi được bình thường thôi em nhé. Nhưng mà này em xem này. Wow, nó kinh khủng luôn. Ai lại để cái mức nặng thế này nhỉ? Kinh khủng. Chị gái để lại sản phẩm cho mình dùng à? Vâng. Ôi trời mẹ. Cũng ra lên da liễu trung ương rồi anh ạ. Chán quá. Được rồi, cứ để da liễu thường tháng. Vâng. Bệnh viện da liễu của Nam Định, tỉnh Nam Định, nó có đỡ nhưng mà em thấy nó không khả thi. Thế là có một lần em đến của da liễu Thái Bình, nó đỡ cũng nhiều nhưng mà em không đi tái khám. Thế là một lần sau nó tái lại. Cái này của em thì nó là một trứng cá khá là điển hình rồi em ạ. Thứ nhất là nó có trên một nền da em là da dầu nhờn này, lỗ chân lông một ít tắc cộng với cả nó lên nhiều cái mụn ẩn với cả mụn viêm. Vâng. Của em nó cũng có những đợt nó đỡ, trong có những đợt nó lại bị, dẫn đến là em có một số các vết thâm với nhiều lứa tuổi khác nhau. Dạ. Cũng bắt đầu có sẹo rỗ rồi. Dạ. Cái này là em cùng tay em cạnh rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Nó thâm rất là nhiều. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Một, bây giờ mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý kinh nhân này bằng laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cái nóng và dầu mỡ. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó. Dạ? Cái đấy khó. Chắc là kiềm chế được. Hạn chế thức khuya nha em nhé. Một lần nhưng mà quay hẹn khám lại, nhưng mà lần đấy em lại đi mổ. Thế là em lại không khám và không theo nữa. Chính cái nhá. Mà cái này của nó thành cái nhọt to luôn. Nhưng cái này nó mới lên. Ok. Bên này xem nào. Bên này thế nó hay bị nhỏ. Không biết sẹo này. Đấy. Quanh miệng này. Cái này em phải điều trị nó đúng thôi em ạ. Một là bây giờ mình sẽ làm sạch. Thứ hai là xử lý kinh nhân mụn. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình cố gắng là sau khoảng 1 tháng nó hoạt động khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà phải hạn chế cái nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó. Khó hay dễ? Dạ cái đấy thì bình thường. Ok. Rồi phải hạn chế thức khuya nha em nhé. Dạ vâng. Okay. Em có điều trị cái gì không? Không. Không à? Không sử dụng phương pháp gì điều trị à? Vâng. Tại đâu? Rồi em nhiều mụn lắm em ạ. Thứ nhất là da dầu nhờn nhá, lỗ chân lông thì giãn. Mụn trứng cá của em thì nó vừa có mụn ẩn này, vừa có mụn viêm này, vừa có cả vết thâm và sẹo do những lần nặng mụn trước của em nó để lại. Nó bây giờ thì mụn ẩn dưới da rất nhiều. Như cái này là em tự cạn này, đúng không? Kiểu nó nhức quá. Cái này của em phải điều trị đúng em ạ. Một là bây giờ mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng laser. Và anh kê đơn cho em, mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà phải hạn chế cái nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó? Được không? Được. Em phải hạn chế thức khuya. Vâng. Nhá. Ok. Em đi công tác à? Hay là gì? Vâng, không, em đi chơi. Em đi chơi. Ok, hôm nay mình sẽ làm sạch nhé. Vâng ạ. Xử lý nhân mụn với anh chỉnh cho em cái đợt hôm trước đã làm được cái laser trị thâm chưa? Chưa ạ. Thế thì theo anh nên làm cái thâm, bởi vì của em nó có những vết thâm này này. Vâng. Làm được cái thâm thì nó tốt hơn nha em nhé. Nó nhanh phục hồi hơn nhé. Em thì có nhiều cái viêm thôi ạ. Viêm với cả vết thâm. Bây giờ lại đang có bầu 1 tháng rồi thì mình sẽ hạn chế sử dụng thuốc em.
thuốc là mình không dùng, em chỉ dùng những cái chủ yếu là sản phẩm chăm sóc thôi. Sẽ... bôi được không anh? Bôi được. Sữa rửa mặt xịt bôi dùng được bình thường này, với cả là mình sẽ có một số cái sản phẩm để mình uống nhưng mà không ảnh hưởng gì đến em có bầu cả, nghe em nhé. Vâng. Ví dụ như này, với cả nên làm cái laser để điều trị thâm đấy này. Yeah. Vâng. Thì mình thấy đỡ được khoảng mấy phần này? Khoảng 4-5 phần à? Có ạ. Được. Ra nó khá hơn hẳn đấy chị ạ. Bây giờ mình sẽ làm sạch xong rồi xử lý nhân mụn chị ạ. Mình em chỉnh cho bạn này cái đơn nhé. Yeah. Một tuần mà như này là quá tốt. Ok, cố gắng một tháng khoảng 90%. Yeah. Ok. Nhỏ rồi đúng không? Vâng. Sau khi nó cứ lan rộng lần. Đấy, nó không ngứa không đau gì cả. Không ngứa không đau. Thi thoảng hơi ngứa xíu. Của em này nó là một cái tổn thương nó dạng như kiểu một em bị mèo cào. Có mèo cào ở đây à? Mèo cào nhưng mà bình thường là khỏi rồi nhá. Sau mấy hôm sau nó bị như này. Nghĩa là một vẩy nó viết bình thường rồi xong tự dưng lại bị như này. Nhưng con mèo cào nó hay có một cái nó gọi là cái nấm ấy mà. Vâng. Đấy, ở trên con mèo ấy. Đó, vì thế nên cái này mình phải điều trị tích cực thôi em ạ. Dạ. Như cả thế thì mình nên hạn chế và tiếp xúc với mèo thôi. 10 phần em thấy đỡ được khoảng mấy phần rồi? Đỡ 8 phần rồi ạ. Mới có một tuần mà. Lần trước em chặt chặt mụn, em nhiều mụn lắm. Em chặt vào mụn con thôi, hút một phát nó đỡ hẳn đi. Giảm hẳn đi, dạ. Vâng. Tuyệt vời luôn. Được đến 8 phần rồi, bây giờ nó chỉ còn thâm với còn mấy cái mụn thôi. Vừa xem biết phòng khám mà em đến đây. Chị gái em chữa ở đây suốt chị ạ. À, ok. Hài lòng không? Ok không? Vâng. Quá tốt đúng không? Bây giờ mình sẽ làm sạch xử lý mụn và em chỉnh cho em cái đơn nhé. Dạ vâng. Cố gắng trong một tháng phải khỏi 90%. Dạ. Dạ vâng. Ừ. Hài xong là đến khi em nhìn thấy thì mẹ ấy cắt ra thì mình thấy không để ý. Chồng có ngứa ngáy khó chịu gì không? Chồng không ạ. Ừ. Cắt ra bắt đầu mới nhìn thấy cái tổn thương này đúng không? Vâng. Chỗ này của nó thì nó bị rụng tóc này. Đấy, cái này là cũng bị như vậy, từ đợt bị này xong là mới bị rụng như thế. Chứ trước là không có. Cái ngứa thì cháu không ngứa nhiều lắm đúng không? Vâng. Ok. Được rồi. Cái này nó không phải nấm tóc đâu anh ạ. Nó gọi là cái gì, các cái địa ở trên đầu thôi. Yeah. Anh ơi, em muốn quay lên mạng. Không, anh không quay lên mạng, anh chỉ view lại để anh còn so sánh thôi. Yeah. Da của em thì hiện tại bây giờ nó vẫn mẩn này. Vâng. Thứ hai nữa là gì, nó có nhiều những cái mụn này. Vâng, đấy. Em sờ thấy mụn này, bên này xong. Mụn nhiều lắm ạ. Vâng. Nên là da em là da dầu, xung quanh miệng này toàn mụn này. Vâng. Cái này có sẹo này, do mụn để lại này. Không, sẹo này là ngày xưa em bị thủy đậu. Thế á? Vâng. Thế cho nó kiểu... như hồi bé kiểu... không được đẹp như sẹo thủy đậu. Kiểu bố mẹ cũng không, ngày xưa vâng. Không để ý. Cái này của em thì phải điều trị thôi em. Một là bây giờ mình làm sạch này, thứ hai là mình xử lý kinh nhân. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình cố gắng sau một tháng thì cái mụn nó khỏi được khoảng 90%. Còn với cái da của em mà nó bị đỏ và bị kiểu mẩn lên như kia thì giảm làm nó sẽ giảm dần và làm dày dần cái da của em nên nó sẽ đỡ dần. Sau này thì em phải chăm sóc. Chứ còn nếu em không chăm sóc thì da nó khó đẹp. Bởi vì tính chất da của em là một cái làn da nhạy cảm. Còn lùi em kia da bây giờ nó đang phát triển vào hai phía này. Nên là do cái cơ địa của em lùi mà thứ hai nó là bị ở cái vùng kiểu vận động mạnh. Nên là cái này về nhà em phải hạn chế cái vận động mạnh. Thứ hai là không sờ tay, không massage vào nó. Mặc quần áo rộng rãi đó. Còn cái này thì mình có thể dùng công nghệ laser để mình làm cho nó phẳng hơn. Thật ra bây giờ nó vẫn lồi, mình có thể là cho nó phẳng xuống được khoảng 80 khoảng đến 90% đấy em ạ. Dạ. Bạn được mấy tháng rồi? 16 tháng. 16 tháng. Bây giờ của mình thì hiện tại nó đang bị mụn trứng cá khá là nặng này, chân trán này cũng bị này. Đấy, vết thâm nó cũng có rồi. Cái này của mình thì mình phải điều trị thôi, nhưng mà mình đang cho con bú thì mình chỉ điều trị được bình thường. Còn mình dùng thuốc thì mình có thể điều trị tích cực hơn. Em dùng thuốc được, tại vì là em chuẩn bị cai cho bé rồi. Em phải cai hẳn cơ thì mới dùng được. Như thế. Cái này thì mình phải làm sạch này, thứ hai là xử lý kinh nhân này, thứ ba là anh kê đơn cho em. Nếu em mà không cho con bú thì mình sẽ làm một tháng khoảng 90%. Đấy. Về nhà em phải hạn chế cây nóng và dùng mỡ, không sờ tay lên mà không kệ nặng. Cái đấy khó. Không phải đơn giản mà, tại vì em hạn chế thức khuya, nghe em nhé. Với cả rồi. Và điều trị ở đâu? Da liễu cũng có điều trị rồi. Nó không đỡ đi nào? Nó đỡ nhưng nó lại lên. Nó bị lâu rồi. Vâng ạ, mình đang bị một cái mụn trứng cá rất là nặng nhé. Đấy. Nặng kinh khủng luôn ấy. Dưới da của mình trắng trà trà, mụn ẩn luôn. Da của mình thì da dầu, lỗ chân lông thì giãn, nhưng mà lại có nhiều điều nó bị tắc. Và nó gây ra hiện tượng là mình bị lên mụn ẩn. Có nhiều vị trí nó đang viêm. Đấy, mụn này là có đợt mình điều trị nó đỡ đỡ một chút, sau đó lại nặng lên. Nó lại đỡ nó nặng lên. Tại sao lại nói thế? Bởi vì nhìn rõ là nó có nhiều sẹo các lứa tuổi khác nhau này. Thâm các lứa tuổi khác nhau, đủ hết cả. Nhá. Cái này mình phải điều trị đúng. Một là bây giờ mình phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là kê đơn. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng, mụn cố gắng kiểm soát được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà mình phải hạn chế đồ cay nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không? Khó. Với cả là mình phải hạn chế thức khuya.
Cái đấy khó mà làm được. Nếu không đi mặt nó cứ xấu thế này à? Con nhỏ. Khoảng mấy phần rồi? Mấy phần rồi, mấy phần? Cháu... 5 phần. 5 phần. Cái này xem. Phải vì mình có mỗi cái mụn ẩm thôi chứ. Chưa có mụn đầu đen nhiều, xong bác sĩ mới thôi. Ừ, chưa có lấy mụn đầu đen rồi. Mà đỡ mụn đầu đen không? Đỡ rồi ạ. À, ok. Bây giờ mình sẽ làm sạch, với cả là xử lý nhân mụn và chỉnh cái đơn cho bạn. Nghe chị nhé. Cố gắng một tháng lên khỏi khoảng 90%. Hôm trước có làm laser trị thâm không? Dạ. Hôm trước có làm laser trị thâm chưa? Trị thâm là cái đỏ đỏ. Đi thâm là chạy cái này phòng mày. Chưa. Chưa đúng không? Nào trị thâm nó đỡ thâm đi nhanh hơn, thu nhỏ nó chân lên. Yeah.